em nhá, ủ đá là phải như thế này này. Đấy, các bác anh nhà mình trong mùa hè này đang cần một cái bình giữ đá cao cấp. Thì ngày hôm nay em sẽ test thử những dòng bình công nghệ USA Elox 304 và Elox 316 các bác anh nhá. Và với từng size một, giá của nó cực kỳ là chỉ từ 30k thì các bác đã có thể mua được bình giữ đá ngày hôm nay rồi. Đấy, nếu như test để đá như này, các bác để cái bình to để cứ để 2 ngày thoải mái cho em nhé. Các bác thấy ok không? Quá là ok luôn. Và với bình nhỏ công nghệ USA thì thế nào? Giới thiệu thế đâu em sẽ báo giá cho các bác anh mình biết ngay về giá của từng loại bình đấy nhá. Đấy, bình này là bình hầm hố công nghệ USA này. Bình này cũng sẽ là bình công nghệ USA này. Và dãy bình trong kia là bình KD cao cấp loại 1 luôn. Và bác nào đang muốn những cái mẫu bình mà em vừa mới đổ đá đây nhá. Em đang có 12 lít này, 10 lít, 8 lít và 6 lít, giá của nó cực kỳ là rẻ luôn. Bây giờ em sẽ test một cái bình công nghệ USA này các bác anh nhá. Các bác đang muốn giữ đá tới 3 ngày. Đang muốn giữ đá tới 3 ngày và giữ nước nóng cả ngày thì test luôn cái to luôn. Đấy, cái này thì em đảm bảo cho các bác là để đá 3 ngày không bao giờ tan hết cho em luôn nhá. Đá thì các bác để đá cục như ở nhà em để ấy kìa. Đấy, mình có thể lấy luôn đá ở trong này ra mình cho vào. Đấy, các bác nhìn này. Với một cái bình như này trong mỗi gia đình thì em nghĩ là rất chi là cần thiết. Đấy, các bác anh nhà mình để dưới cái thời tiết nắng nóng 35-40 độ. Và các bác có thể ủ trà nhé. Và bình này là ủ trà rưỡi. Cái bình này là em đang sử dụng với cái mẫu bình 10 lít các bác anh ạ. Sử dụng mẫu bình 10 lít. Còn nhà các bác mà dùng ít thì các bác sử dụng cái 6 lít này thôi. Cái này thì giá rất chi là thấp luôn. Giá cực kỳ là thấp các bác anh ạ. Đựng được nhiều luôn, cực nhiều luôn các bác ạ. Đấy. Cái này thì các bác cứ test bằng đá cục cho em nhé. Cứ test bằng đá cục cho em. Còn nếu như nước nóng thì các bác anh nhà mình sử dụng nước nóng thì cực kỳ là ok. Bởi vì trong nhà thì lúc nào có cụ già và có em nhỏ. Nếu như các bác muốn an toàn tuyệt đối đấy, nước nó không đổ ra ngoài đấy, thì mình sử dụng cái bình này. Bởi trong cái dòng bình này của nhà em thì sẽ có chống sốc, có thanh ngang vẫn để đây. Chống đổ, chống vỡ nhá. Rồi, ok, thế được rồi. Rất chi là ok. Sau đó đây là cái màng đấy, riêng cái dòng bình này sẽ có cái màng pha trà và pha cà phê. Cái này là 3 lít 2, là cỡ lớn. Em đang có từ 1 lít 3, 1 lít 7, 2 lít và 3 lít 2. Đấy là cái lắp giữ nhiệt nhá. Tẹo là hướng dẫn các bác cái cách mở lắp ra để rót nước. Cái này các bác anh nhà mình mà đi làm công trình này, thì quá là tuyệt vời luôn. Nếu như để nước sôi, nước nóng pha hãm trà nhé, thì cả ngày cho em luôn. Một cái chất liệu Elox 316 cao cấp tốt nhất và một cái cao uống nước thật to. Đây là cái bình 3.6 các bác anh ạ. Thì em cũng sẽ báo giá ngay cho các bác bộ bình đầu tiên là cái bình 1 lít 3 đi. Em giới thiệu từ cao cấp cho tới rẻ nha. Hôm nay các bác sẽ mua với những bộ bình từ 60.000 đồng một chiếc đấy ạ. Còn với cái bộ cao cấp USA này giá là bao nhiêu, mở cho các bác anh nhà mình xem 1 lít 3 đi. Cái này thì giá của nó đang là 345.000 các bác anh nhá. Loại 1 cao cấp. Đấy, các bác anh nhà mình mà đem đi bên người thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, màng pha trà, pha cà phê cực chuẩn luôn. Sẽ có dây đai tặng kèm theo nha các bác anh nhá. Đấy, và với cái bình này thì là 1 lít 3 này. Và tới 1 lít 7. Mình sẽ lên 1 lít 7 luôn đi. Tất cả với những mẫu bình này thì đều có những cái lắp ca. Mình phải để làm đúng mà chứ. Các bác đấy nhá, nó sẽ có một cái thanh ngang chống sốc đây này. Cái bảo vệ, đây là những cái lớp bảo vệ của nó, bên trong là Elox 316 hết. Cái này thì toàn bộ nó sẽ là màu xanh. Khi để các bác phải để đúng như em bên kia nhá. Thôi không phải mở ra nữa. Cái này là 1 lít 7 này. Tất cả nó đều như nhau, 1 lít 7 thì nó đang là 380. Còn là 2 lít. 2 lít nó đang là 410 này. Đây là mẫu bình USA. Xịn luôn. Đấy, còn 3 lít 2. 3 lít 2 thì em đang đựng đá đây nhá. Nó đang là 570.000. Các bác anh nhà mình mà để nước sôi ấy, để pha trà ấy, thì cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ em sẽ test thử một cái mẫu bình là để nước sôi nhá. Là cái mẫu bình dáng thể thao mà đã lửa lăm rồi, hôm nay mới có này các bác anh này. Lửa lăm rồi mới có và đang có màu xanh và màu trắng như thế này. Đấy, và em sẽ pha trà. Tất cả cái dòng bình hôm nay em đang đưa tới các bác cao cấp là các bác có thể ủ trà, ủ cháo, ủ đỗ đen. Cái này thì các bác sĩ, cái này là của Luyến thì em đã dùng rất chi là lâu rồi luôn. Mà nước đảm bảo cho các bác là để vào rót nóng bỏng hàng ngày. Riêng cái mẫu này các bác này, cái phần Elox của nó, Elox phun miệng luôn. Đấy, bây giờ thì mình cho trà vào đi, trà đây. Em ra pha trà Atiso. Các bác muốn pha trà gì cũng được, như nhà em thì thường là tất cả các bạn là sẽ uống trà Atiso. Đây các bác này. Đấy, mình đây cho, không bỏ giấy đâu, thôi là cho cá cũng được. Mình rót nước sôi vào đi. Cái này nếu như các bác mà rót để nước sôi nhá, nếu để nước sôi vào như này không uống được trong vòng một buổi sáng luôn, bởi vì nó nóng quá. Cái này các bác pha ra phải pha với nước nguội để uống. Còn nếu mà test thử bình ấy, thì em cam kết cho các bác là cứ từ sáng đến tối luôn. Về cái dáng bình thể thao KD cao cấp này. Bình này đang có 1 lít rưỡi nhá, mình đậy vào. Đấy, mình đậy vào.
Cái bình này là của Luyến, thì em sử dụng từ lúc Luyến vào thì đã 2 năm rồi mà sử dụng cực kỳ là ok. Đây bạn này đánh rơi méo cả lắp luôn về cái mẫu bình này. Còn khi mới các bác nhận hàng nó sẽ như thế này nhé. Đây ạ. Có màu xanh và màu trắng tuyệt vời như đây. Đây. Cái này thì nó đang có giá là 350. 1 lít rưỡi các bác anh ạ. Ấn nút để rót nước ra nhé. Ấn nút này. Bên trong inox của nó phun miệng luôn. Đây các bác thấy không? Cái này inox của nó quá là dày luôn. Hàng cao cấp. Đấy, cái này là 350, 1 lít rưỡi loại cao cấp nhé. Các bác muốn nấu cháo ấy, các bác anh nhà mình cho gạo ở đây rót nước sôi vào, sáng sau thành cháo luôn. Kể cả đỗ đen các bác ngâm qua đi cho vào xong cũng ủ cho nước sôi vào nhé. Sáng sau sẽ thành cháo luôn các bác anh ạ. Đấy, và bây giờ mình sẽ gọn sang một bên để mình sẽ giới thiệu tới các bác mẫu bình lửa lít 1 lít đi. Mẫu bình từ 60.000 đồng đi. Đấy, trong thời gian gần đây thì rất nhiều các anh các chị đi làm văn phòng, các bác anh đi làm công nhân, chỉ cần một ấm nước uống trong vòng buổi sáng thôi. Thì em sẽ đưa tới các bác anh là một cái bình nhỏ này, nhà em đang bán 120. Thì hôm nay em sẽ giảm giá một lửa, chỉ còn 60 thôi nhá. Chỉ còn 60.000 thôi. Đây. Chất liệu là inox, nhưng cái này thì nó giữ nhiệt ít lắm, bởi vì nó nhỏ mà các anh ạ. Tùy theo mức độ của mình, 60.000 nhá. Còn về cái bình phía bên trong kia là em Thảo vẫn đang dùng. Đấy, cái bình này đang có màu xanh và màu trắng, thì giá của nó cực kỳ là ok. Nó đang có giá là 160.000 đồng một chiếc. 160.000. Đấy. Cực kỳ là chất luôn. Các bác anh nhà mình cũng giữ nóng giữ lạnh, giữ đá cho đá cục và tét cả ngày. Còn nước nóng có được buổi sáng thì cứ thoải mái cho em luôn nha. Đấy, nếu như các bác anh nhà mình trong thời tiết nóng lực này mà mình pha trà, pha cà phê mà vào chai nhựa chỉ vài tiếng nó thiêu thôi. Nhưng mà để có những cái bình giữ nhiệt để đi đâu các bác có một ấm nước mình uống riêng, mình không phải uống chung với ai cả. Thật sự rất là tiện ích. Còn đây là mẫu lửa lít loại cao cấp này. Lửa lít này thì em đang có màu trắng và có màu xanh. Đây là loại cao cấp thì có cái những lắp uống và lắp giữ nhiệt màng trà cực kỳ là chất lượng nha các bác nhé. Màu trắng và màu xanh, cái này lửa lít đang là 230. Loại cao cấp nhất là các bác lái xe ô tô, các bác lên có một cái ấm này để pha trà. Nó sẽ giữ nóng cực kỳ là tốt cho các bác anh luôn, giữ lạnh cũng cực kỳ là tốt. Nó có lửa lít màu trắng và màu xanh nhá, và 1 lít. 1 lít thì có màu xanh, mình sẽ mở cái màu xanh bên trên cho các bác xem đây. Các bác nhìn này, đẹp phải gọi là chất lượng luôn của hãng KD, hàng công ty chính hãng. Có những mẫu cũng như thế này nhưng giá của nó rẻ từ mấy chục nghìn luôn. Nhưng mẫu này em đang gửi tới bác là 250 này. Inox 304 siêu dày siêu đỉnh luôn. Đấy, các bác có thấy những cái ca inox của ông cha ta để từ ngày xưa mấy chục năm rồi vẫn sáng choang, và chất liệu inox thì bao giờ tất cả mọi người cũng khuyến cáo các bác lên dùng. Đấy, cái này là 250 một lít nhá, và cái này có 1,5 lít. 1,5 lít là 280.000. Đấy, có cả màu xanh có cả màu trắng nhá. Anh thích chọn màu nào cũng được. Cực kỳ là chất luôn. Đấy, 1,5 lít thôi ok. Và tới mẫu bình hầm hố thì đây. Đây là mẫu bình hầm hố này. Còn bác nào muốn báo giá về cái bình to này, đợi em một chút thì em sẽ báo giá cho các bác nhé. Đây ạ, bình hầm hố này hiện tại em đang có 1,2 lít. Đây là mẫu 1,2 lít. 1,2 lít thì nó đang là 330.000 đồng trên một chiếc này. Đấy, các bác thấy ok không? Quá là đỉnh luôn. Inox 316. Đây, sẽ có mang trà. Trong tất cả dòng bình thì bình này thì nó là cái dòng hình quả đạn, hình lại hầm hố nhất mà các bác trai thích nhất. Đấy, giá của nó đang là 330.000. 1,2 lít nhé, còn 1,5 lít. Tất cả thì đều có màu xanh và màu trắng. 1,5 lít đi. Mình sẽ cầm cái 1,5 lít cho các bác anh nhà mình được xem. Đấy, 1,5 lít đây. Đây là 1,5 lít. Cái này thì nó là hầm hố, có nghĩa là nó tình hình quả đạn nhé. Hình cực kỳ là đẹp, đối với các bác trai thì sẽ rất chỉ là thích sưu tầm cái này. Cái này là 350.000 trên một cái. 1,5 lít. Còn cái 2 lít. Cái 2 lít là cái trên cùng. Cũng có cả màu xanh và màu trắng. Màu inox trắng là màu nguyên bản. Còn các anh muốn nó thích màu tĩnh điện, màu xanh, các bác bộ đội thích màu bộ đội thì em có nhé. Đây, cái này thì màu trắng đây. Cái này cái lắp nó sẽ đi theo một cái lắp phụ nhé. Ngoài cái lắp giữ nhiệt thì nó cũng có một cái lắp phụ giữ nhiệt nữa. Kìa, cái lắp giữ nhiệt kìa. Cái này thì giá của nó đang là 450.000 các anh nhé. Cái này inox của nó thì phải gọi là quá đỉnh luôn đấy các bác anh. Đấy, ví dụ dùng lắp này thì mình chỉ dùng được một cái thôi nhé. Đấy, đậy lắp vào cho các bác xem. Cái này cất đi. Đấy, cái lắp giữ nhiệt cất đi. Cái này giá của nó là 450. Còn đối với các bác anh nhà mình mà đang thích dòng bình KD, cũng là một cái mẫu bình mà số 1 mà em đã gửi cho các bác trong vòng mấy năm vừa qua rồi. Đấy, cái này là KD 1,5 lít loại xịn đấy nhá. Còn KD đây, đây là KD răng lớn. Cái này cũng sẽ có màu trắng, màu xanh rất chi là đẹp này. Em mở cho các bác xem cái mẫu KD này. Đấy, cái này thì có màu trắng, màu xanh nhá. Cái này thì nó sẽ có một cái lắp phụ. Cái này nó đang là 2,5 lít và giá của nó đang là 350.000. Giá của nó rất là ổn. Lắp giữ nhiệt cực kỳ là đẹp luôn. Về phần inox của nó thì không một loại là bằng. Có dây đai tặng kèm, có chống sốc bảo vệ, cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này là 350 nhá, còn cái 2 lít của nó thì có 330 thôi. Cái 2 lít của nó là 330 là cái mẫu này. Em ơi, sẽ có cả màu trắng và có cả màu xanh nhá.
Đấy, đây là 2 lít của nó đây này các bác anh này. Rất là đẹp và những mẫu loại 1. Và tiếp tục là tới mẫu bình to nhá. Em đi vào mẫu bình to thì đây này. Đây là một cái dòng bình mà rất nhiều các bác anh nhà mình đang quan tâm, thì hiện tại là em đang có 6 lít này. 6 lít là cỡ lớn này. Đựng đá, em vừa đựng đá và lễ 6 lít của nó đang là 300. Đấy, cực kỳ là ok nhá. Rồi, cái này trong gia đình bác nào cũng cần. Còn cái 8 lít của nó đang là 350. Đấy, 8 lít. Còn 10 lít nó đang là 400 và 12 lít nó là 450. Đấy, nhà em rất chỉ là nhiều thì các bác nhìn đây. Và qua video ngắn này, bác nào, anh nào mà đang quan tâm, các bác đang cần mua những mẫu bình công nghệ USA để tặng bố, tặng mẹ trong cái thời tiết nắng nóng này. Và nhất là các bác mà đang muốn sử dụng để mua làm quà tặng người thân trong thời tiết nắng này ấy. Và các em thấy các bác cán bộ hưu trí rất hay mua để làm quà tặng. Để làm quà tặng đấy. Thì các bác anh nhớ liên hệ tới bên em để mua với những giá tốt nhất và cũng sẽ được rẻ nhất để gửi đến tận nhà các bác anh luôn nhé. Các anh nhớ like và chuông kênh của em để video sau sẽ xem được rất nhiều những sản phẩm hay. Cảm ơn các bác nhiều ạ.